rất dễ sử dụng thôi. Nó các bạn có thể sử dụng theo kiểu hai kiểu được nhá. Sử dụng theo dạng là một, đấy, ngay lập tức nó sẽ biến thành cái ống quần luôn. Nó có thể dễ dàng tháo lắp được. Xem khả năng chống nước của nó như nào. Thôi thôi. Chống cái gì, nó là túi đựng nước luôn. Anh em. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Đệm Mỹ Sơn. Hôm trước thì mình cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc tạp dề Reload Safe. Đây, xin mời quý vị và các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được cái rõ cái quy cách đóng này hơn. Và hôm nay mình sẽ thực tế đeo mặc cái tạp dề làm vườn này để và sử dụng máy cắt cỏ để cho các bạn có thể thấy được hiệu quả của nó như nào. Cái tạp dề này thì chất liệu của nó nhá các bạn nhá, 100% là polyester upfold, tức là nó dạng nhỏ mưa ấy. Và chất liệu rất là dày, như vậy thì nó sẽ chống được nước. Một số bác ấy hay sử dụng những cái vải như ở bộ quần áo bảo hộ ấy, thì khi các bạn vụt những cái cỏ mà ướt ấy, nó sẽ bắn vào và rất nhanh hỏng cái bộ quần áo của các bạn. Kể cả các bạn mặc quần áo lao động, nó cũng rất là nhanh hỏng, bởi vì là sao, cỏ nó dính mưa, dính đất, dính nước, rất là khó vệ sinh nữa. Thứ hai nữa là một số bác thì mình thấy hay đeo cái tải ấy để quây ấy, thì cũng không thể nào mà ngăn được nước mưa, bởi vì cái tải thì cái mật độ bảo vệ nó sẽ không được như kiểu cái chất liệu tạp dề, chất liệu polyester này. Và bây giờ mình sẽ mặc một chiếc tạp dề lên, mình vụt cỏ thực tế luôn cho các bạn xem và trải nghiệm nhá. Ok, rất dễ sử dụng thôi. Nó các bạn có thể sử dụng theo kiểu hai kiểu được nhá. Sử dụng theo dạng là một là các bạn để hẳn cái tạp dề như thế này luôn, hai là các bạn có thể cuốn ống chân được đằng sau đây, các bạn để đấy buộc vào nhá. Đây. Nó sẽ hở hết cái phần sau lưng của các bạn luôn để cho các bạn sử dụng, kể cả dưới cái thời tiết nắng nóng ở Việt Nam mình ấy, nó sẽ không bị nắng, không bị nóng. Đấy, nó hở hết đằng sau. Đây, nếu mà các bạn để, nếu mà dạng như tạp dề thì nó như thế này. Đây, nó che kín luôn. Đây, che cả bên hông của các bạn luôn, cực kỳ kín nhá. Và khi các bạn sử dụng nó sẽ không bị bẩn. Thứ hai, nếu mà các bạn thấy như thế này nó vướng này, đi vào cỏ ấy, nó vướng vào cái giữa này, thì các bạn sẽ chỉ cởi này ra thôi. Đấy, ngay lập tức nó sẽ biến thành cái ống quần luôn. Nó có thể dễ dàng tháo lắp được. Được chưa? Ưng chưa? Đây. Nó có các cái dính dán này, là các bạn chỉ cần dính vào thôi. Đây. Chỉ cần dính vào như này là nó là dính như này và là thành ống quần luôn. Rất tiện nhá. Anh em ai cũng có thể sử dụng luôn. Rất dễ. Cái này thì một số bác thắc mắc là có bao nhiêu size nhá, nó chỉ có một size thôi. Nó chỉ có một size thôi, dùng cho tất cả mọi người luôn. Bởi vì cái này nó không phải quần áo. Ví dụ quần áo thì phải cần, ví dụ như ở dành cho người cỡ 1m8 khác, 1m7 khác, người bao nhiêu cân khác, đúng không? Cái này nó là dạng như tạp dề, các bạn cuốn này, nó điều chỉnh được luôn. Cực kỳ tiện. Đây, các bạn thấy không? Đây, sát đến luôn để các bạn xem chất liệu này. Cực kỳ xịn. Bên đây nó còn có một túi đấy, để cho các bạn dụ để điện thoại hoặc để một cái gì đó vào. Đây. Cái này chất liệu này chống nước luôn nhá. Chống được nước luôn. Lát nữa mình sẽ thử nghiệm cái việc chống nước cho bạn. Và khi các bạn bị cỏ bắn bẩn vào ấy, các bạn chỉ cần phủi đi là hết. Đó. Và ngay kể cả các bạn mặc quần áo bảo hộ ấy, không phải quần áo bảo hộ mà quần áo lao động ấy, thì việc các bạn mang cái tạp dề này nó sẽ giúp tăng cái tuổi thọ cho những bộ quần áo của các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng bộ quần áo bình thường bằng vải ấy, mà lao động cỏ bắn vào rồi là nước rồi là nhựa cỏ nó bắn vào rất khó vệ sinh. Còn những cái bộ này cực kỳ dễ vệ sinh. Bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem nhé, khả năng vận hành. Ok. Đeo găng tay thế nhở, phun đồ bảo hộ. Công nhận đeo này êm thật sự luôn. Đeo này êm. Cả cái máy nặng này không thấy đau ai. Đây nó êm. Với cái việc mà nó chắc vào người ấy, nó cũng giúp cho mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Yeah.
dã man không? Đánh hết chỗ này đi cho sạch luôn. Cước còn nguyên này. Cước còn nguyên luôn. Kinh nhở, nhìn này. Cỏ dày lắm. Cỏ dày lắm ấy, không phải đùa đâu. Pff, em nhìn này. Pff. Ok. Anh em có thể thấy này. Sạch sẽ không? Quá sạch sẽ luôn. Cực kỳ bẩn luôn nhưng mà sạch. Đây, mình sẽ gỡ cái dây đeo ra. Sạch sẽ không? Đừng hỏi luôn. Đây, ví dụ cỏ nó bị ướt đúng không? Các bạn thấy không? Cỏ ví dụ bị ướt là nhựa này. Các bạn phủi cũng sạch luôn này. Đây. Và khi các bạn vụt cỏ thì tất nhiên là nó sẽ dính từ phần này xuống nhiều nhất. Và phần này tất nhiên các bạn chỉ cần mặc đồ bảo hộ. Áo bảo hộ, áo bảo vệ, áo lao động là có thể sạch sẽ thôi. Khi các bạn dùng xong các bạn có thể tưới nước vào luôn. Đây, mình sẽ thể hiện cho các bạn xem cái khả năng này. Thể hiện cho các bạn xem khả năng chống nước của nó như nào nhé. Đây, xem khả năng chống nước của máy nhé. À, của tạp dề nhé. Xem khả năng chống nước của nó như nào. Thôi, thôi. Chống cái gì? Góng luôn. Chống cái gì? Nó là túi đựng nước luôn. Đây anh em. Wow, có nhỏ giọt nào không? Nhìn chưa? Thật. Ok. Sao khô rong luôn. Đúng không? Ok. Rồi, mình đã sâu xong cho các bạn xem cái khả năng hiệu quả cái tạp dề sử dụng cho máy cắt cỏ như thế nào. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ điện máy Minh Sơn nhé. Cái tạp dề này có giá là 215.000. Mua 2 cái bên mình free ship nhé. 2 cái free ship 215.000 một cái. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.